Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và tất cả quý vị khán giả đang coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên đầy đủ là Trịnh Quang Hùng, năm nay 37 tuổi, quê ở Thái Bình ạ. Mình làm việc ở đâu Hùng? Dạ, em quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mình làm gì Hùng? Em làm bên ngành dược ạ. Ngành dược, nhưng cụ thể là Hùng làm gì? À, em phân phối dược. Phân phối, à. Dạ. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em xin chào chị Quyền Linh. Chị Quyền Linh chào cưng. Em xin lỗi, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Tuyết Nga, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Đắk Nông, hiện tại em sinh sống và làm việc tại Thủ Đức ạ. Rồi, em đang làm công việc gì? Em làm bên bất động sản chị. Mình làm nhân viên bán hàng hay là sao? Dạ đúng rồi ạ. À, rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, hay nói nhiều lắm, nói chung lúc nắng lúc mưa, em cũng biết nấu ăn. Cũng biết chia sẻ với lại quan tâm người khác đó chị. Còn nhược điểm của em thì nhiều lắm. Ví dụ như là em mau quên. Rồi cũng có nhiều cái là em lười tắm đó chị. Được rồi. Lười tắm là sao? Dạ tại vì có lần em đi nước ngoài á chị, một tháng nó lạnh quá. Nguyên tháng là em không tắm luôn. Đi nước ngoài một tháng không tắm. Bây giờ về Việt Nam em áp dụng giống vậy luôn. Dạ không chị, phải tắm chứ chị, tắm mỗi ngày. Có khi nào làm biến quá là không tắm luôn không? Rồi, gãi gãi là có rồi đúng không? Có xài dầu thơm không? Dạ không chị, cái đó em không có xài. Thôi thôi thôi, không có tắm đừng xài dầu thơm. Không tắm nhưng mà vẫn lâu mình thay đồ chị. Tại vì nó lạnh quá, chỉ cần cởi đồ ra thôi là muốn mặc vô lại. Nói chung là chỉ có lau mặt thôi, cũng được. Lại gọi đầu nữa anh, tại vì mình gọi đầu để cho người ta biết là mình đừng ở dơ. Trời, cô này cô đọc kêu ghê nha. Hay. Cô cũng đặc biệt đó cô. Bạn trai thì sao? Nghe người ta không tắm một tháng là im luôn rồi hả? Dạ, nói chung là cái đấy là do điều kiện khí hậu nó quá lạnh cho nên là bạn mới lười tắm thôi, chứ chắc ở Việt Nam thì bạn tháng chắc tắm được 40 lần. Em thì có cái khuyết điểm là do nhiệt tình với bạn bè quá, hay cũng do công việc cho nên cũng hay nhậu nhẹt. Buồn thì uống được lon và vui thì uống được khoảng thùng. Một thùng? Dạ, đó là cái khuyết điểm lớn nhất của em, tại vì cũng... hay nói chung là cũng tính cả lễ, cho nên là hay quý vị như là đã về chơi gia đình rồi nhưng mà bạn bè kêu đi thì có kèo là đó thì lại đi nhậu tiếp, cho nên đó là cũng là cái nhược điểm. Nếu như mà có vợ con có gia đình thì sao? Lúc đấy rất là khó khăn, là em sẽ thay đổi dần dần vì đó là cái khuyết điểm của em thì không thể nào mà làm ngay được. Hy vọng rằng có gia đình chúng ta sẽ bớt cái đó lại, chứ cái đó là khuyết điểm lớn đấy. Nghe khuyết điểm của bạn trai em thấy sao? Dạ chị cho em hỏi bạn trai. Em hỏi đi, em hỏi đi. Anh ơi, anh có hút thuốc không? Từ nhỏ đến giờ thì anh rất là ghét hút thuốc. Anh cho em hỏi là anh bình thường thí dụ như anh đi nhậu vậy về anh có bị có lầy không anh? Nếu mà uống khoảng lon thì về bình thường, nhưng mà uống tới lon thứ 24 thì chắc là lúc đấy cũng chả biết nữa. Không hơi phê phê thì nó tính cách lúc đấy không phải là người, không phải là cái tính bản thân của anh, mà lúc đấy thì lúc đấy là rượu nó anh không làm chủ được nữa. Là em làm gì mỗi lần nhậu xỉn về làm gì? Dạ lên giường ngủ chị ơi. Nhưng mà có khi nào mình làm bậy điều gì đó không? À dạ cái đấy thì em đoan mới anh là chưa khi nào xỉn đâu. Cái nào nhậu xỉn rồi gặp con gái người ta là bóc hốt không? Dạ không chị ơi, nếu mà bóc hốt thì bây giờ đâu đang ngồi đây chị. Tóm lại là nhậu nhiều nó mất kiểm soát là hết sức là nguy hiểm. Rồi em có mấy mối tình rồi? Em đã có gia đình rồi. À có gia đình rồi. Em đã có một cháu hôm nay được 12 tuổi thì đang sống với mẹ cháu và em chu cấp tiền. Mình lấy nhau được bao năm thì mình ly hôn? Vợ chồng em cưới nhau được 10 năm thì sau đó thì chúng em ly dị. Thì thực ra là tại cũng là do em cả, vì cái công việc của em là em đi hết tỉnh này tỉnh khác, thời gian nói chung là không dành được cho gia đình nhiều quá. Một tháng hồi trước nói chung tháng bình quân có tháng thì em đi tới 26 ngày, còn không thì tháng bình quân có thể đi 10 ngày. Bây giờ mình có đi công tác nhiều không em? Dạ 2 năm nay thì em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh chứ còn em cũng hạn chế rồi. Rồi ok vậy tốt rồi. Mời em gái. Dạ em thì cũng đã ly hôn một lần rồi chị. Ồ vậy hả? Dạ. Mình có cháu nào chưa em? Dạ hiện tại thì bé đang ở với ba và bé gái 4 tuổi. 4 tuổi. Mình dạ. Quen bao lâu rồi, lý do sao chia tay? Em quen cũng được 1 năm á chị. Rồi bản thân em thì nói chung hai bên cái tôi nó lớn á chị. Nhưng mà chị thấy thường thì chia tay thì mà bé sẽ ở với mẹ, tại sao em lại không nuôi con mà con ở với ba? Dạ, thời gian đầu thì bé ở với mẹ và em lo cho bé tất cả, thì ba không có phụ cấp cái gì hết. Rồi sau đó thì em, lúc đó là em không có cho bên gia đình bên đó tới lui với bên đây luôn.
Rồi sau đó thì em suy nghĩ thoáng ra, rồi em mới chủ động liên lạc với ba bé và cho bé học ở ngôi trường Sài Gòn này á, nó tốt hơn. Với lại ở đây thì không phải thuê nhà giống như em đang ở, với lại công việc của em cũng khó lo cho bé được, thì sao là đưa cho nội cho bé thì cũng an tâm hơn. À, coi như là hai người này có vẻ lâm ly bi đát quá nha. Hy vọng ngày hôm nay các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn và các bạn sẽ có một bến đỗ cho nó bền vững luôn nha. Bỏ qua tất cả mọi thứ đó, bây giờ em muốn một người đàn ông như thế nào? Trước tiên là một người đàn ông, là em thiên về tính cách anh. Tính cách như thế nào? Tính cách của anh là phải chững chạc, điềm đạm, phải hiền một chút, rồi có công việc ổn định một chút là được rồi. Anh bên đây nãy giờ nói chuyện thì em cảm giác hiền không? Hơi nhút nhát. Hơi hiền chút ha. Công việc thì ổn định rồi đó. Một chút chúng ta sẽ trò chuyện xem cái việc là như thế nào. Rồi, một cô gái rất là xinh đẹp, dễ thương nha em trai. Hy vọng rằng em sẽ chinh phục được cô gái ấy. Thủ tục là xong xuôi hết rồi ha. Dạ, có giấy chứng nhận độc thân luôn rồi ha. Dạ. Bây giờ nếu được thì bạn muốn khi nào tiến tới hôn nhân? Một năm. Một năm. Dạ. Để chị hỏi bên trai coi. À, một năm nữa thì mình thí dụ mình kết hôn nữa được không em? Dạ được chị. Chị chỉ có một lời khuyên là bớt nhậu lại thôi là được. Sức khỏe của mình nữa, an toàn cho mọi người. Cái điều gì em không thích nhất ở người phụ nữ? Nói chung là không, người phụ nữ thì em chỉ không thích cái tính là hay càm ràm thôi, không có gì quan trọng lắm. Cũng và cái công việc của em đặc biệt là cũng hay đi tiếp khách với bạn bè. Em không phải lợi dụng cái vấn đề đấy, nhưng mà nếu mà có bạn bè kêu rủ đi nhậu hay gì thì cũng chia sẻ với chồng, thông cảm với chồng một xí là ok. Thông là thông một vài lần, thông vừa vừa, nếu em biết đi biết về, chứ còn mà cứ em cái ở nhà đang dọn cơm vợ dọn lên ăn, bạn điện thoại lại cái em đi nhậu. Gặp như chị ba lần thôi là cho em đi luôn, chứ ở đó mà thông cảm gì. Ví dụ cuối tuần mình đi một lần, yeah. Một tuần mình đi một lần, chứ còn nếu mà ngày nào em cũng dị nể bạn bè em đi như vậy là không có được. Dạ, nói chung là chỉ vì đối tác công việc thôi, chứ còn cái chuyện đột xuất thôi. Ví dụ như là các bạn ở miền Bắc mà đi vô đây kêu là anh hay em bay vô đây có công việc thì cái đấy em phải đi thôi, chứ còn bạn bè xung quanh hàng ngày thì thôi mời họ tới nhà nhau cũng được chị. Nói chung là cuối cùng là cũng phải nhậu. Thôi, tôi nghỉ chơi. Bây giờ mình khảo sát ý kiến người thân đi. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị với lại những đồng nghiệp của em ạ. Cho gặp chị đi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ở bên này và tất cả các khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Yên, chị bạn thân với Nga 4 năm nay. Bé Nga ở bên này thì tính cách của nó rất là yếu đuối, tại vì bản thân một mình ở xuống dưới này ở chỉ có làm việc một mình thôi, nhiều khi là cũng hay buồn á. Ưu điểm của Nga là rất là vui vẻ, hòa đồng với bạn bè, làm trong công ty thì làm Nga rất là hoạt bát. Nga có khuyết điểm là hay yếu đuối, tại vì bản thân Nga đã lỡ một lần đò cho nên là Nga không tự tin với bản thân mình lắm. Anh bên này thì chị thấy cũng vui vẻ, cũng chững chạc. Em cũng có một số góp ý như thế này. Tại vì bản thân phụ nữ khi lập gia đình rồi là người ta cần một bờ vai vững chắc để người ta tựa vào. Bản thân người ta đã rất yếu đuối, cho nên nếu mà làm trong công việc nào cũng vậy, những mối quan hệ là mình đều có cái sự giao lưu giữa bạn bè. Đàn ông họ bằng lĩnh là điều tiết được cái ly rượu trong bàn nhậu, chứ không phải là mình nhiệt tình với bạn bè là mình là người tốt. Cho nên nếu khi hai người đã xác định đến được với nhau thì em chỉ cần sự thấu hiểu giữa hai người mà thôi, để đến được với nhau sống dài lâu hơn. Dạ em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Bạn gái đang rất là xúc động ha. Không có gì hết em, tại vì cái chuyện mà đổ vỡ là cái chuyện hết sức bình thường. Tương lai còn rất đẹp ở phía trước. Mình phải tự tin lên em nha. Dạ, tự chị. Tin lên. Câu của em gái rất là hay đó nha. Mình phải tự điều tiết trong ly rượu của mình. Câu nói rất là hay. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ em đi với cháu ruột, với một em kết nghĩa. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em là tên là Trụ, là cháu của chú Hùng. Xét về mặt hình thức, hai người là có hoàn cảnh là rất là giống nhau. Chú về trách nhiệm thì rất là tốt, có trách nhiệm với gia đình. Nhận xét về bên nhà gái thì rất là tốt. Bản thân em thấy là hai bên rất là hợp. Nếu như đây là sân khấu của đám cưới thì có lẽ nhà trai là hơi lép vế một chút. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt rồi nói chuyện với nhau. À,
lần đầu tiên gặp mặt em thì anh có bó hoa nên tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có cuốn sách này tặng anh, dù rằng là em chưa có đọc. Trong đó thì em có ghi một câu đó là: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Được rồi, các bạn trò chuyện đi. Theo quan điểm của anh á, chúng ta đã có cháu rồi, thì khi mà sau này mà lỡ có cưới nhau về, em mang con em về, anh có thấy bất tiện không? Đối với anh chuyện đấy thực sự là không quan trọng lắm. Thứ nhất là con của ai cũng vậy, và con là đều là con người thì mình phải nên yêu thương quý hơn. Và đặc biệt là con của em thì chắc chắn là anh sẽ yêu quý hơn những đứa trẻ bình thường khác. Dạ, em cũng hỏi một câu nữa là anh cần điều gì nhất ở người phụ nữ? Khi mà đã bị ly dị một lần rồi thì bây giờ mục đích cuối cùng là chúng ta sống để mà gọi là chăm sóc lẫn nhau về già, tại vì anh cũng không bao giờ không phải là ít tuổi nữa rồi. Nếu mà sự thật mà anh đến được với em á thì cũng mong em hiểu cho anh là đôi khi có những cái cuộc hẹn của các bạn đồng nghiệp từ nơi xa họ tới thì cũng xin phép tuần đi một hoặc hai lần đi nhậu, và nếu mà em có tranh thủ đi được thì càng vui. Đây là cái lời thì anh nói thẳng là hay nhậu chứ không phải là anh nhậu say xỉn không biết gì. Em thì cái vấn đề nhậu đó thì cái đó là nói chung là quyền tự do của anh, chứ lại vì tính chất công việc của anh thì em không cảm được. Nhưng mà em chỉ sợ những cái lúc mà nhậu quá xong rồi lúc đó là mình không kiềm chế được bản thân của mình á, hoặc là xảy ra nhiều vấn đề mâu thuẫn á, cũng không hay. Dạ. Cảm nhận cái người đang nói chuyện với mình là người như thế nào? Nếu mà để ánh mắt nhìn, ánh mắt nó hơi ngại ngùng xíu, nó không dám nhìn thẳng. Tại sao không chứ nhìn thẳng? Cứ nhìn thẳng đối phương đi để mình cảm nhận. Em sợ là bốn ánh mắt nhìn nhau thì nó lại sinh ra một cái gì đó, nên là cũng sinh ra cái gì? Chỉ có sinh ra tình yêu thôi. Dạ đúng rồi, em nghe cái lời đó hơi khó nói, cũng hơi ngại. Không có gì ngại hết á. Em không thích điều gì em cứ nói, và thích gì cứ nói. Dạ nói chung là về bạn gái thì em cũng không có điều gì gọi là không thích. Nói chung là hoàn cảnh của bạn ấy thì cũng giống em. Em cảm giác có một chút gì rung động ở con tim mình chưa? Dạ, nói thật là trước khi đến đây là em đã rung mất 7 phần rồi, còn giờ gặp bạn ấy là rung mất 3 phần nữa, là coi như chọn 10 anh. Hai bạn hãy đứng lên đi. Chúng ta thì không có gì để ngại ngùng hết cả. Nắm chặt tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau ít phút để cảm nhận thật sự mình có rung động với đối phương hay không. Vốn dĩ từ trước giờ là em hát cũng không được, nhưng mà thôi thì vì em hay là anh cũng có một cái gì đó nó xuất phát từ trong tim. Cũng rất mong là quý vị khán giả thì ráng bịt lỗ tai để nghe tôi hát ạ. Cứ nắm tay và hát cô gái nghe. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời dạ từ lúc anh xa về, rằng mai đây anh lại đến, ước gì trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Em xin hết ạ. Rồi, trở về ghế đi. Trở về hai bạn. Nào, đặt tay vào bấm đi hai bạn. Chúng ta không còn trẻ nữa, để có thể còn quá nhiều thời gian, và thời gian còn lại để chăm sóc nhau, để yêu thương nhau. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm, và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình ngày hôm nay nhé. Có rất nhiều người đang theo dõi các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Lý do tại sao em trai không bấm? Thật sự là em thấy bạn ấy rất là tốt với em, nhưng mà có khả năng là cái nhược điểm của em với bạn ấy, cái công việc nó khả năng là hơi không đáp ứng được cái... Tại vì nếu như mà em nói như vậy á, là cái nhược điểm của em là cái chuyện nhậu nhẹt đúng không? Nếu mà bây giờ em không cố gắng để mà em khắc phục, em thay đổi thì không phải là cô gái này, và bất cứ cô gái nào em cũng không phù hợp với người ta hết. Nhưng mà em đã bật đèn xanh cho cô ấy ấy ngay từ những giây phút ban đầu, nhưng cuối cùng em lại là người lại tắt luôn đèn. Tại sao là như vậy? Không sao cả, đó là quyết định của bạn ấy. Có thể là trái tim bạn ấy chưa rung động, mình cũng không có thể nào mà mình cản được. Nhưng mà em gái thì phải mạnh mẽ hơn nhá. Tương lai còn rất là dài ở phía trước. Mình luôn luôn lạc quan và yêu đời,
và cố gắng làm việc, phấn đấu để mà chờ đón cái hạnh phúc đến với mình. Chắc chắn điều đó sẽ đến. Nha em nhé. Em cảm ơn chị. Rồi alo, chào anh. Dạ vâng, bây giờ thì anh thoải mái và tự tin giới thiệu về bản thân của mình nhé. Một số những cái thông tin cơ bản về mình nhé. Chào anh. Anh nói lại và nói to một lần cho em nhé. Tôi tên là Lục Thành Thăng, sinh năm 1981 ở Đà Lạt. Dạ rồi. Anh đang làm công việc gì? À, mình đang thiết kế đồ họa quảng cáo. Mình thiết kế đồ họa. Anh ơi, cái tai nghe của mình đang gặp vấn đề á. Thì bây giờ anh có thể cởi cái tai nghe của anh đang gặp vấn đề á anh. Dạ, anh tháo cái tai nghe của mình ra giúp em được không ạ? Dạ, dạ rồi. Dạ, dạ rồi, anh nghe rõ tín hiệu từ chương trình không anh? Anh nghe chương trình nói. Rồi anh Thăng ơi, anh chia sẻ một xíu về bản thân mình, những cái điểm mạnh điểm yếu của anh ha. Điểm mạnh là thể thao, ca hát tiếng Anh, vẽ tường, vẽ tranh tường, thiết kế. Điểm yếu là không biết tán gái là anh. Dạ. Nhỏ, em đang ở công ty, sorry chị. Rồi. Anh là hồi nãy anh nói biết hát tiếng Anh á, là anh hát thử em nghe một đoạn đi anh. Dạ. Mình sẽ hát bài Âm Do anh. Ừ. Trong cái nhà thì anh học hát đấy. Baby look trên chỗ anh thân thơ lá đất cao lô. Thành bước xuống lưu lý bó đời xó đời xô. Baby we ain't got no place to go. I hope you understand. Dạ. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh. Anh là quê mình ở Đà Lạt đúng hay sao anh? Dạ đúng rồi, mình sinh ở Đà Lạt. Dạ rồi, thì là bây giờ anh chia sẻ một xíu về tình trường của mình đi anh. Mình trải qua mấy mối tình và mình đã từng có kết hôn gì chưa? Mình chưa kết hôn. Mối tình thì xảy ra cách đây 16 năm thì quen một cô bé lớp 10 là xong rồi. Bao lần như là quen thì mình sẽ dễ bị hết tổn bệnh. Lúc đó là mình 25 tuổi, xong rồi thất tình thì là mình sẽ có đó lòng một thời gian về là kinh tế với sự nghiệp nó ổn định, mình bị trôi qua luôn. Mình lỡ mình xong hẹn như vậy. Là hồi đó cách đây 16 năm là anh quen một cô bé là chưa có đủ tuổi à, hay sao? Dạ đúng rồi, tôi là 16 tuổi. À, vậy sao không ráng quen cho anh ta đủ tuổi này kia đi? À, quen đến 2 tháng rồi tai nạn, cái người nhà nó cấm rồi, thôi không dám quen. Là bị tai nạn gì anh? À, cái đi chơi với bạn bè đua xe, người tay á. Rồi là trong 16 năm anh không có tìm hiểu ai khác hay sao? Quen lắm nhưng mà thật ra học thì nghĩ cũng có qua mười mấy năm trôi qua rồi, đi cũng đi làm ở Sài Gòn này kia các thứ là cũng không có tiếp cận được cô nào hả? Dạ không. Là do là anh chưa có cái công việc ổn định cho nên là chưa muốn quen hay sao anh? Cũng có thể vậy, là mình ra mình nói là không tán nữa nên mình không có biết làm việc. Rồi bây giờ anh mong muốn là tìm kiếm mẫu của bạn gái như thế nào? À, cùng là quê Đà Lạt, cùng nhà mình đó, mong muốn đi đâu xa đấy. 41 là cũng vậy rồi. Cũng single như mình vậy. Là chưa từng lập gia đình luôn đúng không anh? Lập cũng được nhưng mà chưa có con. Không thể thương con gì ta. Đã lập gia đình mà chưa có con. Rồi.
còn gì nữa không anh? Nè, nhưng mà về tuổi tác này kia thì sao? Tuổi tác thì mình chọn như thế nào thì nó cũng nhỏ hơn mình một chút hoặc là đến 10 tuổi thôi. Nhỏ hơn tuổi, rồi ok. Bây giờ ở gần khu vực Đà Lạt thôi hả? Ví dụ đang làm việc ở Sài Gòn, người ta quê Đà Lạt có được không? Dạ chắc cũng được, nhưng giờ mình đâu thể nào mà chọn được. Rồi, còn có anh cũng ở Đà Lạt, chẳng lẽ ở trên đó em thấy gái Đà Lạt cũng xinh cũng nhiều này kia các thứ mà cũng không có cô nào hả? À, lấy chồng hết rồi. Đa số lấy chồng hết rồi. Có điểm gì mà ở bạn gái mà anh sẽ không thích không? Anh nhé. Chúng ta phải cần cù là nghe. Và nói chung là giỏi giỏi đấy, nên mình giỏi. Thích giỏi đúng không? À, thank you. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh Thăng ha. Có thể là mình đang trong cái môi trường làm việc cho nên mình cũng chia sẻ chưa được nhiều. Cho nên là nếu mà mình được chọn vào vòng 2 ha, thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ hơn về cái nội dung của mình cũng như là cái hình mẫu chi tiết của mình luôn. Để thứ nhất là có thể là tìm kiếm một cái người màu đó mà thật sự là phù hợp với anh ha. Và sẽ thông báo cho anh cái lịch ghi hình để mình tham gia chương trình nha. Cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn anh. Dạ rồi, ok, em chào anh Thăng nha. Mình xong rồi đó, mình có thể phát cuộc gọi được ạ. Dạ. Ok, tuổi này, nghề nghiệp hiện tại rồi quê quán thì mình như thế nào ạ? Vâng, nên là cảm ơn chương trình đã sắp xếp thời gian để với phòng vấn chia sẻ với mình cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Thì mình là Phạm Minh Hiếu. Thì mình sinh ra ngày 11 tháng 8 năm 1987. Mình sinh ra lớn lên ở Hà Giang. Tuy nhiên thì hộ khẩu của mình bây giờ hiện tại đang ở Giáp Bát, Hà Nội. Công việc hiện tại của mình bây giờ đang là rất được hành lớn ở miền Bắc. Thì mình đang thuộc tập đoàn CCB Group. Em bấm chữ BP chưa? Không biết là chương trình có cần đến em hay không? Anh hẹp MCB. Vâng, anh ơi, thế thì tình trạng hôn nhân hiện tại của mình là như thế nào nhỉ? Mình đang độc thân, chưa từng lập gia đình. Là chưa thêm anh thêm vào nhớ, mình có thể chia sẻ một chút về cái tình trường trước đây của mình không? Nghĩa là mình đã từng yêu ai chưa, rồi là anh là người như thế nào trong tình yêu? Thực ra thì nếu mà theo khách, mình đã trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của mình thì là vào năm thứ 2 đại học. Thì mình có quen bạn ấy qua một trò game, hồi đấy là chơi game Audition. Và thì mình cũng quen cô ấy được khoảng 1 năm. Thì cô ấy đi học, thì chúng mình có không còn liên lạc nữa. Mối tình thứ hai thì cách sau đó được khoảng 13 năm. Thế là vào khoảng năm 2019 thì mình cũng có quen một cô. Thì cô này là do mình có đi mua chó cảnh ấy, để về nuôi. Thì cô chủ bán chó thì cũng có thấy mình cũng có yêu thích động vật và người ta đứng nói chuyện với mình khá nhiều về việc chăm sóc chó. Thì có đó bạn ấy hiểu về mình một thời gian thì có giới thiệu em gái họ cho mình. Thì mình cũng quen được người thứ hai là thứ vậy. Để cũng kéo dài được khoảng hơn 1 năm thì chia tay. Thì đến nay cũng đã được hơn 2 năm rồi. Anh có thể chia sẻ là vì sao mình lại quyết định chia tay không ạ? Mục đích đầu tiên thì có lẽ là do khoảng cách quá xa. Bạn ấy đi rồi ở Bến Lục thì có cách rất là xa và thời gian cũng rất là dài. Thì cũng có chia sẻ thì có nhiều cái vấn đề thì nên là có thể là bạn ấy trong một thời gian ngắn thì bạn ấy sẽ không trở về Việt Nam nữa. Còn đối với trường hợp thứ hai thì cũng có thể là có nhiều vấn đề liên quan đến vài cái sự hiểu lầm nào đó chẳng hạn. Nhưng mình nghĩ có thể là do mình cũng chưa đủ tốt thì cô ấy đã có thể tìm được một người khác tốt hơn. Thì thực ra là cái tất cả các lý do đến với nhau chia tay thì gần như nó không có một sự bắt đầu và một sự kết thúc nào rõ ràng. Chính thức là mình nói những kiểu là không có tỏ tình hay là nói lời chia tay gì đó. Nhưng thực ra là chỉ quen nhau và đến với nhau thôi chứ mình cũng không rõ là nó phải chia tay theo kiểu gì và lý do chính xác là sao nữa. Dạ, thì trong 2 năm này là mình có tìm hiểu thêm ai không? Thực ra thì gọi là về tình yêu thì mình cũng đã cho mình khá là nhiều cơ hội, tuy nhiên thì nó
thực sự là nói chung là cũng không có nhiều thời gian để mình dành thời gian đi nhà. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì công việc cũng đã khá ổn định rồi. Thêm nữa là nghe cũng chế đi lại rồi, nó tắt quá rồi nên là mình cũng muốn là mình cũng trước đây thì mình cũng có đăng ký chương trình làm một hẹn hò rồi đấy, và mình cũng có gửi cả giấy chứng nhận độc thân các thứ rồi, và bạn ấy cũng có gọi đi ghi hình đấy, nhưng mà cái thời gian đó thì đúng cái thời gian mà mình bận quá mình chưa đăng ra được. Thì đến đây mình cũng đăng ký là lần thứ hai, thì mình cũng hy vọng là mình có một cái cơ hội tốt để mình có thể tận dụng được cái cơ hội này, thì mong chương trình giúp đỡ. Dạ, thì cái thời điểm đấy với cả bây giờ thì cái tiêu chuẩn chọn bạn gái của mình có gì thay đổi không ạ? Mình nói nhá, qua về cái tiêu chuẩn chọn bạn gái đi, là bây giờ đến chương trình thì mong muốn là mình sẽ gặp một cô gái như thế nào ấy? Thực ra thì đối với mình thì cũng chẳng có tiêu chí nó rõ ràng đâu, quan trọng là mình cảm thấy mình phù hợp với người đấy là được. Chứ còn hình mẫu gọi là, để gọi là hình mẫu thì mình vẫn thường hay có ấn tượng với những bạn mà có làn da trắng và tóc dài dài thêm một chút thì có lẽ là mình cũng có thể là hay hơn một chút thôi. Tuy nhiên thì đó không phải là tiêu chuẩn. Anh Hiếu chia sẻ với em lúc nãy là có cái mối tình mà mình chia tay là do yêu xa đúng không? Nhưng mà bây giờ thì nếu mà gặp một bạn phù hợp nhưng mà khoảng cách nó xa hơn một chút chẳng hạn, thì mình lại có sẵn sàng là chấp nhận thử thách là lại yêu xa tiếp tục không anh? Nghĩ là thực ra bây giờ là cái như vừa rồi cũng chia sẻ, hiện tại bây giờ công việc ổn định rồi và bố mẹ thì cũng đang có mong muốn rồi ấy. Nên nghĩ rằng đấy, nếu mà quá trình yêu xa thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến quá trình giai đoạn tìm hiểu ấy. Mình nghĩ là thời gian tìm hiểu nó sẽ dài hơn so với bình thường, nên mình nghĩ là mình vẫn mong muốn tìm bạn phù hợp ở cái khoảng cách địa lý nó khá gần, ví dụ như đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội là điều mà mình mong muốn nhất. Dạ. Độ tuổi thì sao ạ? Mình nghĩ là độ tuổi trong độ tuổi kết hôn là phù hợp, vì thật sự là bây giờ các bạn mà nhỏ quá hơn mình thì sợ các bạn ấy chê mình thôi, còn các bạn lớn lên thì bây giờ gần như ai cũng đã có lập gia đình hết rồi. Dạ vâng, cảm ơn anh Hiếu. Thì cái buổi casting ngày hôm nay chắc là lần trước thì anh cũng đã casting với chương trình rồi đúng không ạ? Trong lần trước là bạn ấy gọi điện thoại thẳng và mời luôn, gần như là mình cung cấp đầy đủ tất cả các giấy tờ và các bạn ấy gọi điện thoại qua, các bạn cũng hỏi nó trực qua chứ không cho chuyện qua video đâu. Mình đăng ký cũng được lâu lâu mình làm trước. À dạ vâng, thì hôm nay thì em cũng đã nhận những cái thông tin của mình rồi này, và còn phải cần một cái thời gian để tìm sao cho tìm một cái bạn nữ mà phù hợp, thực sự phù hợp với cả cái yêu cầu của mình nữa. Thế nên là khi mà có những cái đối tượng phù hợp cũng như là thời điểm thích hợp thì chương trình sẽ liên lạc lại với mình này, sau đấy thì sẽ có một bạn biên tập làm việc nội dung cụ thể với mình sau. Thì em cảm ơn anh Hiếu nhiều ạ. Cảm ơn các bạn. Dạ rồi, anh nhấn nút đỏ thoát khỏi cuộc gọi giúp em nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh.